Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn xe buýt TU Việt Nam đảm bảo sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động. Hệ thống ngân hàng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Phần tin quốc tế có những tin chính. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cam kết sẽ giải quyết bất ổn tại nước này thông qua đàm phán và đối thoại chính trị. Chính quyền quân sự Thái Lan công bố chính sách hoạt động trước Hội đồng lập pháp quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm gần đây, nhiều xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã có chủ trương đưa cây dưa chuột vào trồng thâm canh trên đất lúa. Tùy địa hình và nguồn nước, bà con nông dân có thể lựa chọn thâm canh một lúa hai dưa hoặc một lúa một rau một dưa. Mô hình trên đã nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Hiện nay, diện tích trồng dưa chuột của huyện Vĩnh Tường tập trung nhiều ở các xã Trấn Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến. Giống dưa chuột được trồng chủ yếu là dưa truyền thống, có vị thơm, giòn nên rất được thị trường ưa chuộng. Bình quân mỗi sào dưa chuột cho thu hoạch từ 1,5 đến 2 tấn quả liên tục trong khoảng một tháng. Trừ chi phí, mỗi sào dưa chuột cho thu lãi từ 8 đến 10 triệu đồng. So với trồng lúa, giá trị canh tác cao gấp nhiều lần. Dưa chuột là loại cây trồng ưa nước nên khi trồng dưa trên đất lúa sẽ giảm chi phí và công tưới nước. Cây khỏe cho năng suất cao, hạn chế sâu bệnh và không phải dùng các loại thuốc kích thích, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, khi trồng dưa chuột trên đất lúa sẽ giúp đất tơi xốp và giảm được lượng phân bón khi trồng lúa ở vụ kế tiếp. Nhận thấy mô hình trồng dưa chuột trên đất lúa có hiệu quả kinh tế và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhiều năm trở lại đây, chính quyền các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, mở rộng diện tích trồng dưa chuột, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nông dân. Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, để đảm bảo sản xuất kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn xe buýt TU Việt Nam đóng trên địa bàn khu công nghiệp Khai Quang đã tích cực đổi mới phương thức sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Là công ty có vốn 100% của Hàn Quốc chuyên sản xuất và lắp ráp các loại xe buýt cao cấp tại thị trường Việt Nam, toàn bộ dây chuyền lắp ráp xe buýt cũng như linh kiện lắp ráp đều được công ty nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty thực hiện theo phương châm lấy thị trường làm trung tâm và định hướng theo khách hàng. Khách hàng là chìa khóa để tạo khả năng sinh ra lợi nhuận và phát triển bền vững của công ty. Vì vậy, công ty luôn quan tâm chặt chẽ đến chất lượng sản phẩm. Tất cả các sản phẩm trước khi được đưa ra thị trường đều được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Công ty đã chủ động lập kế hoạch cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Hiện nay, công ty có gần 100 lao động với mức lương bình quân 4 triệu đồng một người một tháng. Trong thời gian tới, công ty sẽ đầu tư xây dựng thêm nhà xưởng, trang thiết bị, nguyên vật liệu để mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến với bạn hàng các nước. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa, nhu cầu tự do về tài chính đã và đang thúc đẩy các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phát triển. Tại địa bàn Vĩnh Phúc, hệ thống các ngân hàng đã chú trọng tới việc đầu tư trang thiết bị công nghệ phục vụ cho việc mở rộng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Để thực hiện có hiệu quả phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục triển khai mở rộng kết nối liên thông hệ thống POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS một cách hiệu quả, vững chắc. Đồng thời mở rộng các dịch vụ thanh toán, mở tài khoản cá nhân, rút tiền tự động qua ATM để phục vụ nhu cầu thanh toán. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 140 máy ATM, trong đó 12 trên 21 ngân hàng, phòng giao dịch đã lắp đặt trên 240 POS tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của các chủ thẻ. Trong cái thanh toán không dùng tiền mặt, đầu tiên nhất tất cả những cái khoản thanh toán về mặt giải ngân. Giải ngân trước đây chúng tôi có thể thanh toán theo yêu cầu của khách hàng, có thể rút hàng tỷ đồng, có thể thậm chí có đến món đến 5-6 tỷ đồng vẫn bằng tiền mặt. Vì vậy cái lượng khách hàng mà đến giao dịch ở ngân hàng một ngày rất là lớn mà ai cũng rút tiền mặt thì cái lượng tiền mặt đáp ứng cho khách hàng rất là khổng lồ, rất là khó cho công tác phát hành và in ấn của ngân hàng nhà nước. Do vậy là khi mà thực hiện cái chủ trương này chúng tôi cũng giải thích với khách hàng là yêu cầu khách hàng khi có nhận nợ ở ngân hàng thì cái nguồn tiền để dùng thanh toán vào việc mua hàng thì đề nghị khách hàng bán hàng mở tài khoản ở ngân hàng để chúng tôi giải ngân vào tài khoản. Vì thế đã tiết kiệm được rất là nhiều các cái lượng tiền mặt đối với một ngày qua việc chi tiền mặt. Thể hiện là tất cả các cái khoản mà trên 100 triệu đồng là chúng tôi đều thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản. Còn những khoản dưới 100 triệu đồng là món nhỏ
và hóa đơn chứng từ nó chỉ là những cái số lượng nhỏ thì chúng tôi sẽ cho giải ngân bằng tiền mặt để cho họ dễ dàng thanh toán những cái khoản dịch vụ bên ngoài. Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, từ đầu năm đến nay, doanh số thanh toán hàng tháng qua hệ thống POS của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Vĩnh Phúc đạt khoảng 1,7 tỷ đồng một tháng. Trong khi đó, các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác như Internet Banking, Mobile Banking cũng đạt doanh số cao trên 550 tỷ đồng. Việc phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Mặc dù có nhiều tiện lợi và là xu thế phát triển chung của xã hội, song hình thức thanh toán không dùng tiền mặt chưa thực sự phát triển mạnh trên địa bàn. Bên cạnh nguyên nhân do nhiều người dân chưa biết và chưa có thói quen sử dụng dịch vụ này, thì các đơn vị sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng chưa thực sự chủ động và tự giác trong việc thực hiện nội dung này. Trong thời gian tới, ngoài sự vào cuộc của các ngân hàng thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực phân phối, lưu thông hàng hóa. Có như vậy, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt mới có điều kiện để phát triển. Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân huyện Bình Xuyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổng số vụ Tòa án Nhân dân huyện cần giải quyết là 387 vụ, tăng 95 vụ so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, án hình sự 66 vụ với 183 bị cáo, án dân sự 71 vụ, còn lại là án hành chính, hôn nhân gia đình. Tòa án Nhân dân huyện Bình Xuyên đã xét xử 297 vụ, đạt tỷ lệ trên 75%. Tất cả các vụ án được tòa đưa ra xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, không có oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Hình phạt đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời cam kết sẽ giải quyết bất ổn tại nước này thông qua đàm phán và đối thoại chính trị. Ông Petro Poroshenko cũng bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn tại khu vực miền đông nước này được chính phủ và lực lượng đối lập ký vào cuối tuần qua sẽ được duy trì để ông có thể tập trung xây dựng lại nền kinh tế đang yếu kém của nước này. Ông Petro Poroshenko cũng nhấn mạnh sẽ không cho phép lực lượng đối lập miền đông Ukraine ly khai khu vực này khỏi Ukraine và rằng việc chính phủ Ukraine trao thêm quyền cho khu vực miền đông sẽ không bao gồm một số vấn đề chính như an ninh, chính sách ngoại giao và các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước. Chính phủ Australia đã nâng mức báo động khủng bố cấp quốc gia lên mức cao sau khi nhận được cảnh báo từ cơ quan an ninh tình báo nước này. Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, cảnh báo khủng bố không dựa trên những thông tin về một kế hoạch tấn công cụ thể, mà thêm những bằng chứng cho thấy bọn khủng bố đã chọn Australia là một trong những mục tiêu tấn công. Hiện các cơ quan an ninh và tình báo Australia đang lo ngại về sự gia tăng số người Australia làm việc cũng như sẵn sàng gia nhập các nhóm khủng bố quốc tế. Trước nguy cơ đe dọa an ninh trong nước, Thủ tướng Tony Abbott khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ Australia là đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân, nâng cao cảnh báo khủng bố nhằm tăng cường cảnh giác và nhận thức trong cộng đồng. Chính quyền quân sự Thái Lan công bố chính sách hoạt động trước Hội đồng lập pháp quốc gia. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, chính phủ của ông sẽ tập trung vào 11 lĩnh vực chủ chốt, từ kinh tế đến lĩnh vực ngoại giao và chống tham nhũng. Thủ tướng Chan-o-cha cam kết sẽ nhanh chóng triển khai và thúc đẩy các cải cách tại Thái Lan. Chính phủ sẽ luôn hành động nghiêm túc vì lợi ích chung và đưa sự đoàn kết trở lại với đất nước. Theo Thủ tướng Chan-o-cha, thời gian hiện là thách thức với chính phủ của ông. Thủ tướng Chan-o-cha cho biết, đất nước Thái Lan phải tiến lên phía trước trong hòa bình và không có xung đột. Luật pháp sẽ phát huy tác dụng của nó để phục vụ công lý, thúc đẩy niềm tin của người dân và mang đến cơ hội cho tất cả mọi người. Tôi không phục vụ cá nhân ai, mà hành động vì tất cả người dân Thái Lan. Trong báo cáo cập nhật các xu hướng và dữ liệu mới nhất về tình hình trẻ em ở Nam Á, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa nhấn mạnh hiện có quá nhiều trẻ em gái tại khu vực này kết hôn và sinh đẻ sớm. Số liệu vừa được đưa ra trong báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho thấy 46% nữ giới kết hôn trước độ tuổi 18 và tỷ lệ trẻ em gái kết hôn trước độ tuổi 15 cũng chiếm tới 18%. Giám đốc khu vực của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Nam Á cảnh báo có quá nhiều bà mẹ mang thai dưới độ tuổi 18. Điều này cũng có nghĩa là nguy cơ tử vong ở những bà mẹ này trong lúc sinh nở cao hơn gấp 5 lần so với những phụ nữ trưởng thành khác. Cơ thể của họ chưa đủ sẵn sàng cho một cuộc sinh nở. Vì vậy, tương lai sẽ khác nếu bạn sinh em bé sau độ tuổi 18.
Nạn tảo hôn, tức kết hôn sớm đang đe dọa tới cuộc sống của hàng triệu trẻ em gái trên toàn thế giới, buộc họ sống trong cảnh nghèo đói, thiếu hiểu biết do không được tiếp tục học hành hay đối mặt với các nguy cơ về sức khỏe do liên quan tới vấn đề sinh sản. Bản hôn ước của Hoàng đế Napoleon Bonaparte và Hoàng hậu Josephine sẽ được đưa ra bán đấu giá tại thủ đô Paris, Pháp vào ngày 21 tháng 9 tới. Đây là bản hôn ước viết tay được Hoàng đế Napoleon Bonaparte và Hoàng hậu Josephine ký vào ngày 8 tháng 3 năm 1796, một ngày trước khi họ cử hành lễ cưới. Đến nay, nó vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Bản hôn ước giúp tiết lộ nhiều bí ẩn trong cuộc hôn nhân của vị hoàng đế lừng danh nước Pháp với người vợ đầu tiên của ông. Giám đốc nhà bán đấu giá Jean Christopher của Pháp, ông Chataigny cho biết, đây là một bản hôn ước với rất nhiều giai thoại. Thoạt nhìn trông nó rất đơn giản, chúng ta có thể thấy các điều khoản thông thường như những bản hôn ước khác. Tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng ta sẽ nắm được nhiều thông tin về cuộc hôn nhân của Hoàng đế Napoleon. Dự kiến bản hôn ước này sẽ có giá khoảng 80.000 đến 100.000 euro. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.